Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần quán tâm trong tâm. Mình ôn lại một chút. Phần thứ nhất, chúng ta đã chia sẻ những cái điều là danh xưng của các loại tâm. Và trong cái phần danh xưng này, nó có tới 4 phần để chúng ta phân tích. Thứ nhất là chúng ta nói đến tên của nó trong cái ngôn ngữ thường dùng. Thứ hai là chúng ta nói đến cái tên của tâm ở trong văn học Phật giáo nguyên thủy và trong những cái luận thư của truyền thống Nam truyền họ nói về tâm. Phần thứ ba ta nói đến tâm, cái tên của nó trong kinh văn Đại thừa gọi. Và phần thứ tư chúng ta cũng liệt kê cái tên của nó trong thiền Đông Độ họ sử dụng. Và phần thứ hai chúng ta nói đến cái tính chất của các loại tâm, tức là phần thứ hai là mã tâm trong tâm. Mình đã đi được phần thứ nhất. Phần thứ hai mình nói đến cái tính chất của các loại tâm. Phần này ý thứ nhất mình đi vô đó là tên gọi nó biểu lộ được nội dung của nó. Và cái phần này chúng ta đã chia sẻ những cái vấn đề từ cái tên gọi Chita của nó. Có một cái tên thứ hai là trong phạn văn dịch đó là Hạt Bà Gia. Hai tên này nó có những cái tầng nghĩa sâu cạn mà mình đã có dịp chia sẻ với các vị. Thế nhưng mà mình phân tích ra làm hai loại, đó là loại chân, thứ hai là loại vọng. Tức là từ cái lăng kính của thiền Đông Độ và kinh văn Đại thừa, từ cái nền tảng này chúng ta nhìn về những cái từ ngữ, những cái tên gọi của truyền thống nguyên thủy á, mình phân ra làm hai loại, một là chân, hai là vọng. Đó là cái phần thứ nhất chúng ta đi vô. Cái ý thứ hai, tức là vấn đề thứ hai trong cái phần hai La Mã này, mình nói đến hai cái tính chất đối nghịch của nó. Và trong cái phần hai này mình chia làm ba vấn đề A, B, C cho các vị theo dõi cho dễ. Vấn đề thứ nhất là từ cái tâm phàm phu, từ tâm phàm đến cái tâm có tu tập, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là từ tâm phàm đến thánh tâm. Ý thứ ba đó là từ hữu lậu đến vô lậu. Các vị nhìn cái biểu đồ này thì các vị có thể phân tích được những cái điều mà nội dung của mình muốn chia sẻ. Thế nào là tâm phàm phu đến cái tâm có tu tập? Trong đời sống của mình, thưa các vị, là tâm của mình nó luôn luôn hướng ngoại là một, sao động là hai, lo âu phiền muộn nhớ về quá khứ nhớ tới tương lai là ba. Và nó luôn tạo ra muôn vàn nỗi bất an để nó tự tàn phá chính nó, gọi nó là tâm phàm phu. Và mình có một chút tu tập, thế thì mức tu tập cạn nhất đó là mình nương vào một pháp môn để mình trấn ngự, mình cảm giác được, mình thể nghiệm được cái nỗi khổ của cái tâm lăng xăng bất an. Và mình chọn một cái con đường tâm linh nào đó để tu. Hoặc mình đến với Đạo Phật, mình chọn một pháp môn thở thôi. Mình khéo trị liệu nó. Mình mời gọi cái năng lượng, cái năng lượng yêu mến con đường tu muốn loại trừ nỗi khổ, gọi là bắt đầu sự tu tập. Đó là bước đầu. Cái thứ hai
Có khi tâm của người ta chưa biết đạo lý là chi, nhưng mà bản chất nó đã thuần, ít xao động, ít lo âu, rất là lành thiện. Cũng có những trường hợp như vậy. Đây là cái quả lành, đây là những hạt chủng tử rất là lành mình đã gieo. Và thông thường trong đời sống này chúng ta nhận diện ra hai hạng người như vậy. Có những hạng người thì việc không đáng mà họ đầu tư tất cả năng lượng họ để họ chuốc lấy phiền dẫn bất an. Có thể đó là người rất giàu. Có thể đó là người nghèo, thiếu ăn, thiếu uống, nhưng mà nó có trường hợp như vậy. Còn có những người, thưa các vị, họ không phải giàu có chi, họ cũng chưa có biết tu tập chi cả. Thế nhưng mà họ có một cái hạt giống lành rất là sẵn để tâm thức họ. Cho nên mọi việc nhân gian đối với họ nó bồng bềnh như mây trôi thôi. Nó nhẹ nhàng vô cùng đối với cái thành bại dở hay, đối với cái chuyện lợi danh. Và trường hợp này nó xảy ra trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tinh tế một chút, quán chiếu một chút thì chúng ta cũng đạt được cái trình độ có tu tập nữa, chứ không phải là mình đến với đạo Phật mình mới có được điều này. Và cũng không hẳn là nơi đạo Phật mới có điều này, nơi các tôn giáo khác không có. Thưa các vị, là mọi truyền thống tâm linh nó đều mở ra cái con đường để chúng ta thực tập. Có điều cái sự yêu mến con đường thoát khổ mình ít quá. Mình chưa muốn vượt khổ, cho nên mình không có chọn được một cái cách để thực tập để vượt khổ thế thôi. Chứ còn nếu các vị quán chiếu sâu vào đời sống thì điều này nó cũng dễ phát sinh vô cùng. Mình không cần nhìn ai, mình nhìn tự thân mình thôi. Mình nhận diện ra một điều thực chất rất là căn bản, đó là đời sống mình có mặt giữa nhân gian này. Mình đến rất là cô đơn, không có mang theo cái gì cả. Không có bạn bè, không có bằng hữu, không có người yêu, không có chồng, không có vợ, không có con gì cả. Rồi mình ra đi cũng trong cái tình trạng rất là cô độc như vậy, không có một cái gì đi theo cả. Ở trong cái chặng đường 70 năm giữa trần thế, các vị cố gắng mọi cách các vị làm cho cuộc đời các vị nó đầy những thứ lủng củng xung quanh. Người thân của tôi, bạn bè của tôi, của cải của tôi, tài sản của tôi, vui buồn của tôi, lợi danh của tôi. Tất cả những cái các vị khổ sở gán ghét mình để đỡ cô đơn đó, cuối cùng các vị cũng không có nắm được nó đâu. Và mình quán chiếu rất là thực đời sống ngay chính mình thôi, thì cái điều này nó đã giúp cho mình loại trừ cái khổ rất là dễ. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhận biết là từ cái bước tâm phàm phu đến có tu tập này nó không phải xa, nó ở ngay trong đời sống của từng người. Ngay nơi sự nhận biết của từng người, có một chút năng lực nhận biết, giác ngộ về đời sống thôi, thì người ta có khả năng xả ly và người ta có khả năng nâng đời sống người ta lên rồi. Chứ không phải là chỉ có đạo Phật mới làm được điều này. Chứ không phải là chỉ tu thiền mới làm được điều này. Đôi khi mình quá ư là tự hào về cái tôn giáo của mình, về pháp môn của mình, thưa các vị. Có khi không phải như thế. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có mình biết con đường này. Những người có một trình độ nhận biết và đời sống họ đã đi ngang qua nhân thế, họ có một chút kinh nghiệm, có một chút trải nghiệm về cuộc đời, họ đã đi được đường này rồi. Đôi khi mình người tu, mình nhìn người ta mình mắc cỡ. Tâm ở nhân gian có nghĩa là lành thiện vô cùng, họ tu được, họ xả kỹ hơn chúng ta. Có khi người tu chúng ta tu lâu rồi mình chật chội, tâm thức mình nó hẹp lại. Mình đóng cứng mình ở trong một cái pháp môn, cố chấp mình trong một truyền thống, mà mình nhiều bản ngã hơn người ta, có khi nó là như thế. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng từ phàm phu đến có tu tập này chỉ phải học với đạo Phật mới có tu nha. Có khi mình lầm lắm đó. Đó là ý thứ nhất. Và khi có một chút tu tập rồi, tự nhiên người ta loại trừ được cái khổ thôi. Khổ là cái gì? Nó rất là phù du, nó rất là không thật, chứ không phải có thật. Người ta tự làm cho người ta khổ nhiều hơn bản chất của cái khổ nó đến với người ta. Tự họ làm cho họ khổ nhiều hơn là sự thật về cái khổ nó có mặt. Đúng, đúng đó là như vậy. Người ta nghĩ mình là cô đơn, nhưng mà kỳ thực con người sinh ra đã là cô đơn rồi. Thế mà họ trốn chạy đó. Họ càng sợ nỗi cô đơn thì nó càng đuổi theo.
họ càng thấy trống trải, họ càng muốn có người xung quanh bao nhiêu thì thưa các vị, họ càng trống trải bấy nhiêu. Kỳ thực đời sống này nó là như thế. Anh cố gắng đời sống anh vào bất cứ một người nào, anh vẫn là nỗi cô đơn thôi. Không ai lấp đầy đời sống anh được cả. Đó là cái điều đầu tiên. Cái ý thứ hai, từ phàm tâm tới thánh tâm, nó cũng là một cái tiến trình rất là tự nhiên thôi. Mình nương vào giáo lý đạo Phật thì mình nghĩ là điều phục tâm phàm đến tâm thánh, nghĩa là từ cái tâm thức nó ganh tị nè, hẹp hòi, nhỏ nhoi nè, vị kỷ nè, mình chuyển hóa nó để nó càng ngày càng trở nên dễ thương hơn, mềm mại hơn, vị tha hơn, rộng mở hơn, yêu thương hơn. Đó là cái tiến trình khi người ta biết điều phục tâm. Và cái tầng cạn nó là như vậy, chuyển hóa những cái tiêu cực của tâm thức để cho nó tích cực. Và mình đừng nghĩ cái điều này mình tu cho nên mình mới làm, thưa không phải như thế. Vì anh yêu mến đời sống anh muốn đời sống anh hạnh phúc cho nên anh làm điều này, chứ không phải là vì anh mặc cái áo tu anh mới tu, không. Đời sống anh nếu mà anh chìm ngập trong cái sự ích kỷ nhỏ nhoi thì anh tự làm khổ anh trước. Còn nếu anh mở rộng lòng anh mênh mông thì anh làm cho đời sống anh dâng lên hương hoa đẹp hơn, hạnh phúc nhiều hơn, thế thôi. Chứ không có nghĩa là vì bổn phận, vì tôi là đệ tử Đức Phật tôi tu, tôi phải chuyển hóa tâm tôi, thưa không phải. Vì anh, vì chính anh, vì mang hạnh phúc đến cho anh. Vì không muốn luyện đời sống mình vào cái đống buồn phiền của khổ ải, cho nên anh sẽ tự vươn lên thôi. Tu là cái gì nó rất là cá nhân, thưa các vị. Rất là cá nhân là một. Nó cũng rất là tự giác từ bên trong là hai. Chứ không có cái thế lực nào ép chúng ta được cả. Và chúng ta cũng không thể đẩy hết mọi người cùng tu với chúng ta được. Cái chuyện đó là tự nhiên thôi. Cái tâm thức giác ngộ nó sinh ra, nó khởi ra trong các vị, thì các vị cảm thấy chán con đường phiền não khổ đau, không muốn luyện đời mình vào cái nỗi khổ nữa, các vị vươn lên, các vị dâng lên. Và người ta tu được một phút giây thì cái lợi ích nó đến với họ một phút giây. Người ta mở được cái tâm lành của người ta ra được một chút thì hạnh phúc nó đến người ta một chút. Người ta đóng cánh cửa trái tim người ta lại thì người ta tự nhận cuộc đời họ xuống, họ tự đọa đài họ, thế thôi. Và cái sự thông minh cùng không thông minh để người ta nhận biết được cái nỗi khổ của nhân gian và người ta tự khích lệ mình, thế thôi. Bản chất của đời sống này nó như nhau, nhưng mà tùy cái nhận thức của anh về cuộc đời, anh có thể làm cho anh phát sinh được Bồ Đề Tâm hay không phát sinh. Môi trường vẫn như thế, không khác gì nhau cả. Luyện anh vào một môi trường tu giống như nhau, thế nhưng mà anh có tiến bộ được hay không do anh. Cùng là một lớp học 50 trẻ em học như nhau, thế nhưng mà thông minh hay không, chuyên hay không, không phải là năng lực của thầy cô giáo đâu, mà tự thân của những đứa bé kia. Và trong 1250 chúng tỳ kheo Đức Thế Tôn ngày xưa chứng thánh quả là từ nơi từng người một, chứ không phải là năng lực của Đức Thế Tôn là cho 1250 người để chứng thánh quả. Thế cho nên cái ý đầu á, từ phàm tâm tới thánh tâm, thưa các vị, đó là các vị tự biến chuyển để cho nó có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong các vị. Các vị thương đời sống mình thì các vị làm cho tâm của các vị càng ngày càng thuần phục, nhu nhuyễn, an lành, dễ điều phục, dễ sai sử, an trú được trong chánh niệm. Còn nếu các vị không thương quý đời sống các vị thì các vị cứ luyện nó vào cuộc nổi trôi, thế thôi. Đó là tầng cạn của từ phàm tâm đến thánh tâm. Cái tầng sâu hơn, nó tinh tế hơn và nó cũng gần hơn, dễ điều phục hơn nữa. Đó là từ phàm đến thánh, nó chỉ nhích trong một đường tơ kẻ tóc thôi.
Anh quên thì anh là phàm, chợt nhớ thì anh là thánh, chứ không có gì mà tha thôi cả. Thế nào là quên, thế nào là chợt nhớ? Phiền não, bất an, lo âu, trần lụy khởi lên. Nếu anh đồng nhất anh vào nó, anh thấy anh là phiền não, anh là nỗi buồn, anh là niềm vui, anh là sự thất vọng, thì anh là phàm. Còn nếu anh sụp lui lại, anh là cái năng lượng chánh niệm, nhìn nó là cái bị nhìn, thì tức khắc anh là thánh, chứ không có phải là mất thì giờ gì cả. Nó nhanh hơn mình đỡ bàn tay qua, đỡ bàn tay về. Và nếu mình giác ngộ được điều này thì thưa các vị, phàm với thánh nó trong một chớp mắt. Một chớp mắt ta là phàm. Một cái sự tỉnh giác nó đến với ta thì ta là thánh. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ như trong giấc ngủ anh thấy anh đi xa nghìn trùng. Và trong cái không gian của giấc ngủ có khi nó mở ra tới 10 năm. Mình ngủ trong vòng một tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà trong giấc chiêm bao có thể ta thấy không gian và thời gian của nó rất là khác lạ. Ta đi vào đó có khi mất 10 năm của không gian giấc ngủ. Thế nhưng mà ai đó vỗ vai các vị, dù rằng các vị đang hoảng sợ kinh khiếp trong giấc chiêm bao, các vị thấy mình đang bị người ta dẫn đi ra để xử tử, nỗi sợ nó hãi hùng vô cùng. Thế nhưng mà khi ai đó vỗ vai các vị vừa tỉnh giấc thì cái gì có mặt? Mọi nỗi khiếp sợ liền vắng bóng, mọi cái hình ảnh bị người ta bắn giết lập tức tan biến. Các vị là con người đang nằm trên giường ngủ, chứ không phải là bị dẫn đi đâu cả. Mình dùng cái điều này để có một cái ví dụ là từ mê cho đến tỉnh, từ phàm cho tới thánh, thưa các vị, nó tích tắc, chứ không phải là nó xa đâu. Một là mình quên, hai là mình tỉnh. Thế nào là quên? Khi có cái giận, cái buồn nó sinh khởi trong các vị không thấy gì khác ngoài cái tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an. Thế thì các vị là phàm, các vị đang chìm trong cơn mơ. Thế nhưng mà bất chợt các vị nhận ra một điều là đây là cái buồn, đây là cái giận, là mọi thứ cảm thọ nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi ngang qua tâm thức tôi. Tôi là người thấy nó, là cái trạng thái nhận biết nó, thì liền tức khắc các vị từ cõi phàm phu bước vào cõi vị thánh, từ cảnh giới ta bà xin liền về cảnh giới cực lạc, không có cần phải mất một phút giây nào cả. Gọi nó là từ phàm tới thánh ở tầng tinh tế và tầng mịn, tầng thâm sâu. Ở trong thiền đốn ngộ, người ta ngộ đạo là ngộ thế này thôi, chứ chẳng có cái gì mà nghiêm trọng đâu. Thấy tánh là thấy chỗ này thôi. Và thấy tánh như thế này thành Phật chưa? Thành liền, không có qua cái quá trình tu gì cả. Các vị đang phiền não mà các vị mở bừng được con mắt tuệ giác, các vị thấy tôi là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì liền tức khắc các vị vượt thoát phiền não. Chứ không phải là cái quá trình tu 10 năm, 20 năm. Không phải là ngồi thiền một tiếng đồng hồ mới làm được điều này, thưa các vị. Phật Pháp nó vô cùng màu nhiệm và nó rất là thực tiễn, chứ không phải là cái chuyện lý luận hàm hồ. Không phải là cái chuyện chúng ta tu để rồi 10 năm sau chúng ta mới hưởng quả lành. Không phải cái chuyện tu rồi niệm Phật để cho mai kia chết rồi mình bay về cảnh giới nào, thưa không. Không phải chuyện đó. Cho nên từ phàm tới thánh có hai bước vậy. Bước đầu mình chuyển dần từ cái tâm thức tiêu cực để trở thành càng ngày càng tích cực hơn, làm cho hạnh phúc của mình càng ngày càng dâng lên. Thế nhưng mà đó là con đường tiệm tiến, con đường rất là cạn. Chưa phải con đường Đức Thế Tôn muốn truyền đạt, con đường Đức Phật dạy. Đem cả gan ruột mình ra tặng cho chúng sinh, đem tuệ giác của mình tặng cho con người là con đường ngay một niệm các vị thành Phật. Dừng lại đó, cho chị dịch lại đó. Dịch theo kịp không? Đủ rồi đó, học buổi chừng đó việc xong rồi. Nói được những điều cần nói rồi đó.
học thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng vậy thôi, cũng nói chuyện đó thôi. Và thưa đại chúng, là kinh văn ngày xưa thì nó giải thích là thành đạt con đường tu là thành đạt từ hữu lậu đến vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Các vị còn cái hạt giống suy nghĩ trong đây gọi là hữu lậu. Một chút suy nghĩ còn có mặt trong đây, tâm thức của các vị còn thầm thì còn vận hành, còn nói năng, còn trôi chảy miên man như một dòng thác, thế thì cái nghiệp sinh tử vẫn còn thế thôi. Các vị mà dừng được nó, lặng được nó, các vị luôn an trú trong trạng thái tĩnh lặng hiện tiền, thế thì các vị đạt đến vô lậu. Và hữu với vô lậu này, hay là ba phần này, từ phàm phu đến tâm có tu tập, từ phàm tâm tới thánh tâm, hay là từ nghiệp hữu lậu tới vô lậu, chúng ta nhìn ra mặt cạn thì nó là một loại đối nghịch với nhau, không hề dung nhau. Anh còn hữu lậu, tức là tâm thức anh còn sinh diệt bồng bềnh, thì anh còn nổi chìm trong khổ đau và còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đạt đến vô lậu thì chứng nghiệm được thánh quả. Tâm còn phàm phu thì còn nổi chìm trong biển khổ, và đạt đến thánh tâm tức là mới vượt thoát được nỗi khổ. Mình nhìn ở mức độ cạn nhất mà đánh giá, thế thì hai phần này nó là cái sự đối xứng với nhau, bất dung nhau, đối nghịch với nhau. Nếu anh là phàm thì không phải là thánh, nếu anh là thánh thì không phải là phàm, rất rõ ràng. Cho nên cái bước thứ hai chúng ta nói đến cái đặc tính đối nghịch của nó. Ý thứ ba, mình nhận ra cái vấn đề nó sâu hơn, đó là nó bất tương ly. Bất tương ly, tương ly là gì? Tương ly dịch cho tương ly. Bất tương ly là không rời nhau, không rời nhau, không rời nhau. Hôm trước mình đã có một cái ví dụ về vấn đề này. Sống nó rời được nước để nó có đường sống không? Không hề. Không hề có một lượng sống nào không phải là nước cả. Thế thì sống và nước nó không rời nhau. Và người ta dùng một cái từ là nhìn nó mặt hiện tượng thì nó là sống. Còn nhìn nó mặt bản thể thì nó là nước. Thế thì nhìn nó mặt hiện tượng nó là gì? Nó là phàm tâm. Nó là buồn, nó là giận, nó là ghét, nó là thương, nó là nhỏ nhoi, ganh tị, nó là phiền muộn, nó là bất an. Thế rồi nhìn ra mặt bản thể nó là gì? Nó là cái nhận biết được buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, ganh tị, bất an, chứ chẳng có gì lạ cả. Thế thì nó không rời nhau một bước nào cả. Không hề có một hình hài nào trên cõi đời này ngủ quẩn bình thường thế này mà không có Phật bên trong, không có niết bàn bên trong, không có cái vô sinh bất diệt bên trong cả. Người đó trẻ, người đó già, người đó ốm, người đó mập, người đó người Á Châu, Mỹ Châu, Âu Châu, người cùng đinh cho tới người sang quý, người có học hay người không học, nó đều chung một trạng thái như thế mà thôi. Có hình hài đi đứng được trên mặt hành tinh này, chỉ trừ người ta quên, người ta muốn luyện đời mình vào nỗi khổ thì người ta chịu khổ. Còn nếu người ta thương người ta, người ta trân quý đời sống người ta, thì người ta có quyền vượt thoát khổ, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Pháp môn tu của Phật không phải là cái gì cao vời, dành cho một số người thượng căn thượng trí, dành cho một số người có duyên làm thầy tu, làm sư cô thì mới tu được. Không, anh không chịu giác ngộ đó thôi, chứ không phải là cái cửa giác ngộ nó cấm cản bất cứ ai.
Anh không chịu làm thiền sư đó thôi, chứ cái chuyện thiền sư nó dễ òm, nó không khó khăn gì để làm cả. Người ta tưởng như là ghê gớm lắm mới làm được thiền sư, thưa các vị, không phải như thế. Một là các vị sống trên mặt hiện tượng, thì các vị là phiền não, là bất an. Các vị là người theo danh, theo lợi. Các vị lui về các vị sống vào cái mặt bản thể, thì các vị là cái nhận biết, là cái bất sinh bất diệt, là cái vô lậu giải thoát, là trạng thái niết bàn. Nó không cách nhau một đường tơ cái tóc nào cả. Và thưa đại chúng là nó không rời nhau, không những ngay nơi hiện đời này, mà nó không rời nhau từ quá khứ cho tới tương lai hà sa kiếp. Các vị ăn, các vị ngủ, các vị nói, các vị cười, các vị vui buồn phiền não bất an gì, cái tâm Phật nó chưa bao giờ rời các vị cả, cho nên gọi nó là không rời nhau. Có điều mình không chịu nhận ra, và nếu có lỡ nhận ra được thì mình cũng không dám tin. Nếu có tin được thì mình cũng không dám sống được với cái này. Lạ cho chúng sinh với cõi trần này, họ thích luyện đời mình vô phiền não tử sinh, thích luyện đời mình vô nỗi khổ. Gần nhất là họ vốn là một người độc hành độc bộ giữa nhân gian, vốn là người rất là cô đơn, họ không có mang cái gì theo cả. Rồi họ có mặt giữa nhân gian này, họ tạo bao nhiêu thứ để cõi trần này, rồi họ nghĩ tất cả những cái ấy là họ. Họ đồng nhất họ vào tất cả những cái chung quanh, họ đồng nhất họ vào thân này và vui buồn này. Và kỳ thực thưa các vị, nếu người nào chưa có nếm hương vị cô đơn, độc hành, Thế Tôn gọi là gì? Độc cư thiền tịnh. Độc cư, nó không có nghĩa là ở một mình trốn trên hang sâu núi vắng, gọi là độc cư. Độc cư nghĩa là người đó dám có gan sống trở lại với chính họ, không cần bất cứ một cái sự tựa nương nào, gọi là độc cư. Có độc cư người ta mới thăm dò về chiều sâu bản thể của người ta được. Còn mình thì thưa các vị, mình rất là cần bao nhiêu người chung quanh để có một chút niềm vui phù phiếm. Ở thế gian thì mình cần bạn bè, cần người thân, cần con cái, cần chồng, cần vợ. Vô trong đạo thì mình cũng không tránh được tình trạng này đâu. Mình sống trong một cái tập thể, con người vốn là một con người của xã hội, nó rất cần mọi người chung quanh. Có người chung quanh tôi mới xác định tôi mới thấy tôi là người quan trọng, tôi là người có mặt để giúp đỡ bao người. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, con người sinh ra vốn là độc hành, vốn là độc cư. Và bao giờ mình chối từ mình thì mình không thể nào thăm dò vào được đời sống bản thể cả. Mình cứ hướng ra ngoài, mình cứ lên cái phần hiện tượng thôi, mình cứ nổi trên bề mặt thôi, mình chưa bao giờ qua cái đời sống mình chìm xuống chiều sâu. Cho nên mình vẫn không thăm dò vào được cái năng lượng giác ngộ của mình là như vậy. Trong khi nó không rời nhau, Phật chúng sinh không rời, Bồ Đề Tâm cùng với phàm tâm nó luôn có mặt cùng một lúc ngay bây giờ ở đây. Có điều mình không đủ tinh tế, tâm của mình nó cứ hướng ra ngoài, nhu yếu của tâm mình nó cần mọi thứ xung quanh để lấp đầy, không có chịu được một nỗi trống trải cô đơn nào cả. Hết sao động giữa trần thế, đi vô chùa mình cũng sao động trong cái thế giới nhà chùa. Và nếu mình cắt được mọi cái nhân duyên chung quanh, để một mình trong am vắng, một mình với chính mình, thì mình cũng lôi hồ sơ tồn trữ trong trái tim mình ra để làm một việc là suy nghĩ về nó, ưu tư về nó, những kỷ niệm vui buồn cất chứa về nó, mình mời nó về. Mình trốn chạy mình chưa bao giờ dám sống với chính mình. Cho nên thăm dò vào cái chiều sâu này không thăm dò được, trong khi nó là cái gì hiển hiện ngay trong đời sống các vị, nó chưa từng chạy trốn các vị từng bước. Các vị mở mắt ra là có, bước từng bước đi là có, từng cái vui buồn của các vị sinh khởi là có nó. Thế mà mình cứ luôn chạy trốn thôi, tội cho đời sống chúng ta là như vậy.
đó là mình giải thích cái tầng nó không rời nhau, hiện tượng và bản thể. Tuy nhiên hạ nó xuống một tầng cạn để chúng ta có thể dễ làm việc. Tại sao nó không rời nhau mà mình không có nhận ra? Mình chỉ thấy một thứ thôi, thấy cái phiền não, bất an, lo âu, toan tính trời vai ngược xuôi, mình không thấy được cái gì ngoài cái tâm thức đang sao động đây. Tại sao không thấy? Mình chỉ thấy phàm thôi, không thấy thánh. Mình chỉ nhận ra được những cái nỗi niềm buồn phiền bất an trong tự thân mình, mình chưa thấy Phật là gì trong trái tim mình. Tại sao vậy? Mở miệng ra thì nói những lời tràn đầy phiền não, mà mình chỉ nhận diện được phàm mà không thấy được thánh. Tại sao? Và cái điều vụng về nhất của đời sống chúng ta là chúng ta luôn luôn muốn loại trừ cái phần này để cho cái phần kia nó có mặt. Mình muốn loại trừ phàm, loại trừ phiền não, loại trừ bất an. Và mình được dạy cho một điều là giận là xấu nè, lo lắng bất an là điều không nên nè. Cho nên luôn luôn mình khởi tâm thức mình trị liệu nó. Mình tu tập là một loại trị liệu. Nhưng mà thưa các vị, cái điều cần thiết chúng ta nên biết đó là nó cùng một năng lượng. Cái tầng thấp để các vị thực tập, đây là tầng thực tập nha. Để nhận ra là cái khả năng bất tương ly của phàm và thánh. Nhưng mà cái tầng mình vừa giải thích đó là tầng sâu, đây là tầng cạn. Tầng cạn để chúng ta có thể thực tập được. Cái ý đầu tiên là các vị nên nhận ra một điều là giận và thương nó hai cái trạng thái đối nghịch nhau, nhưng nó cùng một loại năng lượng. Cùng một loại năng lượng từ bên trong nó biểu đạt ra, hướng này đó là giận và hướng này đó là từ bi thôi. Và khi mình nhận ra được điều này trên căn bản nhận thức thôi, thế thì mình làm được một việc đó là không đánh phá, không loại trừ, không tránh ngự, không làm bất cứ một cái gì đối với tất cả năng lượng tiêu cực của mình cả. Và thực tế mà nói là nếu các vị khởi tâm loại trừ tất cả những năng lượng tiêu cực nơi các vị vô tình làm cho nó càng sinh khởi mạnh hơn. Đó là điều thứ nhất, nên lưu ý như vậy. Ví dụ như chúng ta là những người trẻ có mặt nơi vùng đất này, chúng ta phát tâm lành, chúng ta đi tu, nhưng mà cái nhu yếu đời sống bên trong là cái tính dục nó luôn rất là mạnh. Ví dụ như thế đi, đây là cái điều rất là cụ thể trong cái sinh hoạt của đời sống mọi người trên cái đất nước này. Khả năng tính dục nó rất là mạnh. Cái xu hướng của cơ thể nam hay nữ nào nó cũng đều có một cái hướng đi như thế cả. Và khi mình tu tập thì mình thấy dường như cái điều này nó rất là tội lỗi. Nó làm cho mình cảm thấy ô uế tâm thức của mình. Và khi mình nghĩ cái điều này, mình gán cho nó một cái tội phạm. Khi mình suy nghĩ, tâm mình hướng về, thế thì mình làm gì? Điều thứ nhất là mặc cảm sinh khởi. Điều thứ hai là muốn tránh ngự, muốn loại trừ, muốn quỷ diệt. Người lớn tuổi thì cái điều này nó không xảy ra, nhưng người trẻ thì cái điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Mình tu rồi mà tâm thức mình nó cứ có một cái khuynh hướng đi về hướng đó, tự nhiên mình cảm thấy mặc cảm, cảm thấy tội lỗi. Và khi mình cảm nghiệm được điều này rồi, mình luôn luôn tìm mọi cách dập tắt, loại trừ, tránh ngự, quý diệt. Nhưng cái điều kỳ lạ là khi các vị khởi tất cả những tâm thức loại trừ, quý diệt, tránh ngự nó thì nó lại mạnh thêm. Nó lại càng thúc đẩy các vị đi về cái hướng nó nhiều hơn. Đó là cái vụng về của chúng ta, nếu không khéo thì chúng ta làm cho thân của mình tật bệnh và bại hoại. Tâm thức mình nó cuồn cuộn chảy thế này, mình ngăn thì điều tức khác là nó làm bức bách lại cơ thể các vị, làm bức bách tâm của các vị. Rồi càng tu có khi chúng ta càng thân si, bực bội, tật bệnh, thân tật bệnh tâm. Đó là cái bệnh chung của chúng ta khi chúng ta không nhận diện ra nó cùng một năng lượng thôi.
năng lượng phía dưới nó tuôn chảy. Và nếu mình diệt năng lượng là mình diệt luôn đời sống mình, chứ không có nghĩa là mình tồn tại được. Các vị giết chết năng lượng tính dục trong các vị thì các vị cũng giết sinh mạng của các vị luôn. Thế thôi. Đó là ý thứ nhất. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta không có loại trừ, không tránh ngự, không giết bỏ, không đàn áp, không bạo động. Thì thật là nếu người nào tu mà cái năng lượng đời sống nó không có mặt trong họ, họ lờ đờ, thế thì người đó ở đời họ không thông minh, đi vô tu họ cũng không thành đạt được bậc đức hạnh, họ cũng không có khả năng từ bi đâu. Người nào năng lượng đời sống họ cực kỳ mạnh, người đó có khả năng chuyển hóa được thì họ mới tràn đầy đức hạnh và từ bi, họ mới có năng lượng tiến triển trên con đường tu. Thưa các vị, cái điều này nó rất là rõ ràng. Thế cho nên mình đừng có tưởng là người nào lờ đờ cái năng lượng đời sống nó không còn mà có thể tu tập tốt được. Thưa không, người đó chỉ có nước đợi vô hòm thôi chứ không có khả năng tu được. Sống hùng, sống mạnh, sống rất là kiêu hùng, người đó mới có thể tu được. Hãy nhớ như vậy. Cho nên mình đừng nghĩ là tất cả những loại năng lượng nó có trong tay mình phải hủy diệt nó. Thế thì mình làm sao? Thưa đại chúng, là khi các vị biết nó là một loại năng lượng, nó tuôn chảy về hướng này hoặc nó tuôn chảy về hướng này, thì cái điều đầu tiên của pháp thực tập chúng ta đó là chúng ta không đánh phá, không loại trừ, không bạo động. Chúng ta chỉ làm mỗi một việc, đó là mang năng lượng trí tuệ vào để làm cho bóng tối tan đi, chứ không có cách gì khác. Và năng lượng trí tuệ tức là ánh sáng các vị đem vào có nghĩa là gì? Cái điều rất là dễ dàng để chúng ta tu và làm thăng hoa đời sống của chúng ta, làm cho năng lực trí tuệ nó dâng lên từng ngày và nó chuyển dòng năng lượng lại, đó là cái cách các vị nhận biết từng cảm thọ sinh khởi trong các vị. Chỉ nhận diện đơn thuần thôi. Và cái từ này nó rất là quan trọng. Hãy nhận diện đơn thuần. Có nghĩa là gì? Các vị là một nhân chứng, hãy dửng dưng nhìn tất cả những loại tâm hành nó đang sinh trong các vị. Tâm hành đó có thể là buồn nè, giận nè, bất an nè, lo âu nè. Thậm chí cái tâm hành có một cái khuynh hướng về dục, về ái, về dục nhiễm, về ái nhiễm, vân vân. Tất cả những loại tâm hành kia nó đi ngang qua các vị. Các vị hãy làm một việc rất là thông minh, đó là các vị hãy nhận biết nó, nhận diện nó mà không có loại trừ, không đánh phá, không tránh ngự, không hủy diệt, không phê bình, không lên án, không biện minh. Nhiều từ quá, dịch được không? Tức là ta không đồng nhất ta vào nó, ta không coi nó là kẻ thù, không coi nó là bạn, không coi nó là người thân. Hãy coi nó là một người rất bàng quan, mình theo dõi nó, nó đến, nó đi, nó ngồi, nó đứng gì, chuyện của nó. Mà cái chuyện quan trọng là ta cứ ngồi yên đấy, mở con mắt bình tĩnh, nhìn nó mà thôi. Gọi đó là nhận diện đơn thuần. Anh hãy làm nhân chứng cho mọi tâm hành sinh khởi trong anh. Đó là cái con đường tu tập từ nghìn xưa. Và cái thành quả của nó, thưa các vị, rất là tuyệt vời. Đó là các vị tự nhiên là tất cả những tâm hành tiêu cực trong các vị tự nhiên là dịu dần, dịu dần. Thứ hai, sau khi tất cả khả năng tâm hành tiêu cực nó dịu xuống thì nó bắt đầu nó chuyển dòng lại. Ví dụ như từ cái sân si cùng cực nó sẽ trở thành dòng nước từ bi mát dịu trong các vị. Từ cái niệm ái dục nó tuôn chảy ào ạt trong các vị, nó chuyển dòng, nó trở thành một cái năng lực trí tuệ dâng lên trong các vị. Rồi cái tâm thức lo âu, phiền não, bất an của các vị tự nhiên nó chuyển dòng, nó sẽ trở thành một cái loại tự giác rất là bén nhạy. Cái sự phân tích của các vị
rất là tin tưởng, cái trực giác của các vị rất là mẫn cảm. Tự nhiên nó ngược dòng lại, nó trở thành một cái loại năng lượng vô cùng lợi ích bằng phương pháp thực tập như thế mà thôi. Và nếu mình không làm được điều này, thưa các vị, cuộc đời tu mình cứ chìm, mình cứ càng ngày càng chìm trong cái sự phiền muộn, bất an, lo âu. Và nếu mình không khéo thì mình càng ngày càng hủy diệt năng lượng đời sống của chính mình. Người ta tu càng ngày người ta càng tinh anh, còn mình càng tu càng ngày càng lờ đờ ra. Đó là cái tầng thực tập. Nhưng mà nếu người cực kỳ thông minh thì họ có thể làm được một điều như Tổ Lâm Tế đã dạy. Ông có một cái từ rất là hay, đó là đương xứ tức chân. Cũng có cái câu là lập xứ tức chân. Lập xứ tức chân là gì? Ngay nơi đây. Khéo thì ngay nơi đây là trạng thái niết bàn. Khéo thì ngay nơi đây là sự an lạc có mặt. Khéo thì ngay bây giờ và ở đây đoạn đức phiền não khổ đau, chứng nghiệm được thánh quả. Ngay bây giờ và ở đây chứ không có chuyện ngày mai, không có chuyện chút xíu nữa. Và cái chuyện này nó rất là dễ thực tập. Ngay bây giờ có nghĩa là gì? Thưa các vị, là cái nhận biết của các vị không lúc nào vắng mặt cả. Cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay nơi mắt, ngay nơi mũi, ngay nơi từ làn da của các vị, ngay từng cái ý niệm vui buồn sinh khởi trong đây của các vị. Bất cứ lúc nào các vị tỉnh sáng, các vị có chánh niệm thì ngay nơi đó là chân thật thiện thiện. Mình cắt hết cái tâm mình rủi rong về quá khứ. Mình cắt hết những cái ý nghĩ của mình đã suy nghiệm về tương lai, suy nghĩ về tương lai. Bắt nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Cái sự nhận biết nó phải bao trùm toàn thân các vị, bao trùm toàn bộ hành động của các vị. Nó có mặt luôn trong từng cái thầm thì vui buồn sinh khởi trong các vị. Tức là làm cho nó bừng sáng ngay bây giờ và ở đây, gọi nó là đương xứ tức chân. Và cái nhận biết này nó có thiếu nơi các vị lúc nào đâu. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, cho nên gọi là đương xứ tức chân. Và cái phần này được gọi là phần thâm sâu nhất, nhưng mà nó cũng dễ thực tập nhất. Khi các vị thực tập niệm thân hành đã có nó. Khi các vị thực tập niệm cảm thọ cũng có nó rồi. Và khi các vị niệm tâm hành, nó cũng có ngay bây giờ và ở đây. Và nếu chúng ta đi qua cái phần thứ tư, tức là niệm pháp trong pháp, thì nó cũng có trong từng pháp có mặt khi các vị quán chiếu. Đây là cái phần thâm sâu mà cũng là cái phần dễ thực tập nhất. Và cái từ này, thưa đại chúng, là các vị nên học thuộc lòng để thực tập nó. Đó là chúng ta đi vô cái phần thứ hai. Và cái phần thứ ba, La Mã, tức là cái phần sống quán tâm trên tâm. Có nơi người ta gọi là quán tâm trên tâm. Và các vị ghi nhận cho đây là cái bài thứ năm mà chúng ta học. Quán tâm trên tâm đây là bài thứ năm nha, phải không? Bài thứ năm. Và nếu các vị nhớ thêm thì bài thứ năm này nó có tới 6 phần. 4, 5 và thứ 6. Và chúng ta mới đi được tới 2 phần này xong rồi. Bây giờ mình đang đi vào cái phần thứ 3 La Mã này. Tôi không biết là các vị đem tập lên này, các vị ghi ra làm sao, tôi không biết. Khi học xong tứ niệm xứ rồi, các vị nộp tập cho tôi.
quán tâm tinh tâm này chúng ta chia nó ra làm những cái phần như thế này. Mình thường thường mình cứ ghi ra những cái phần cần thiết để cho các vị theo dõi. Thứ nhất là tuệ tri các tâm hành. Thứ hai, đó là các cách quán, các phương pháp quán đi. Cái thứ ba là an trú nơi quán. Cái thứ tư, đó là thành tựu chánh trí. Chúng ta sẽ có bốn phần trong các cách quán này. Có một bài tổng kết về đoạn này, Ngài Nanamuli, Ngài viết rất là hay. Tôi không biết là các vị đã từng đọc trong Trung A Hàm chưa? Bây giờ mình làm bộ mình ghi ở đây, là các vị chép và học nha. Mình không thuộc thì mình không thể nào thực tập được hết. Cái này là bài kệ tốt yếu. Nanamuli. Ông này là một vị sư Phật giáo Nam truyền. Ông viết lại Trung Bộ Kinh và cái bài kệ tối yếu của ông, cô thứ hai dịch rất là hay. Có tham tuệ tri tham. Không tham biết không tham. Với sân si cũng vậy. Mình giải thích rồi viết tiếp. Tức là khi mình có tham thì anh hãy làm một việc là nhận biết cái tham đang có mặt. Rồi khi không có tham, mình tưởng là không có tham thì thôi đâu cần tu. Nhưng mà không phải. Không có tham anh cũng mời cái sự nhận biết, nhận diện cái không tham đang có trong anh. Thế thì từ cái điều này mình có thể mở rộng ra tới vô cùng, thưa các vị. Đây là một pháp tu tuyệt vời của phương pháp quán tâm trong tâm. Khi các vị có buồn thì làm gì? Tuệ tri cái buồn đang có trong ta. Khi có cái giận thì tuệ tri cái giận đang có trong ta. Khi không có cái buồn, không có cái giận, ta cũng phải mời cái năng lượng tuệ tri nhận biết cái không có ấy nơi tâm thức ta. Hay nói một cách tổng quát là lúc nào anh cũng sống được với cái tuệ tri. Cái tuệ tri là cái gì? Cái nhận biết chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Và cái yêu cầu không phải là anh nhận biết rồi anh thầm thì tôi đang tuệ tri, tôi đang tuệ tri gì cả. Mà nhận biết có nghĩa là cái nhìn của anh, quét mắt của anh giống như con mắt này nó nhìn thấy vậy thôi. Anh mở mắt ra thì thấy bên ngoài, anh nhắm mắt thì anh thấy cái bên trong. Tức là anh tuệ tri, anh nhận biết từng cái ý niệm vui buồn đang sinh khởi trong anh. Có tham, có sân, có si thì anh nhìn được nó. Và cái điều này trừ khi người ta không thích tu thôi thưa các vị. Còn người ta thích tu thì người ta làm được, không khó. Trừ khi người ta không có năng lực nhận biết, bằng người ta có khả năng nghe được thì cái điều này nó rất là dễ hiểu và có khả năng làm được chứ không có gì khó khăn cả. Giáo pháp Đức Phật sáng bừng, đơn giản, dễ hiểu và dễ thực tập vô cùng. Và mình đừng tưởng đây là một pháp môn thông thường. Người xưa chứng được quả thánh từ con đường nhận biết. Và chúng ta trở thành một người phạm hạnh tu hành, trở thành một người có đạo đức lớn trong cuộc đời, hay trở thành một bậc thầy dạy đạo, cũng đi con đường này chứ không con đường nào khác cả. Và mình nắm được một pháp môn này mình tu thì thưa các vị,
Các vị đã có năng lực để hướng dẫn người ta tu, chứ không có cái, không có cần phải học trăm kinh nghìn sách gì cả. Anh hãy tuệ tri tất cả những loại tâm hành có mặt trong anh hãy tuệ tri tất cả cảm thọ có mặt trong anh hãy tuệ tri mọi cái vận hành của thân anh đang di chuyển đến đi trong hành tinh này, và làm được điều này là thành bậc thánh. Mà mình không chịu làm, mình thích luyện đời mình trong cái đống phiền não bùng nhùng thôi, chứ mình không chịu làm. Mình thích luyện đời mình vào cái cuộc tranh đoạt lợi danh, mình thích luyện đời mình về dòng chảy tử sinh, trong khi cái chuyện này nó rất là dễ. Rồi cái phần thứ hai kế tiếp là thu nhiếp hay tán loạn, quảng đại không quảng đại. Hữu hạn hay vô thượng? Có định hay không định? Giải thoát không giải thoát? Mình giải thích cái đoạn này cái đã. Lúc anh thu nhiếp được tâm hay là lúc tâm anh nó tán loạn? Lúc tâm anh nó rộng mở thênh thang hay là lúc tâm anh nó hẹp hòi chật chội? Lúc tâm anh nó an trú trong một cái nơi nào có hạn lượng, hoặc là nó bồng bềnh, nó vô hạn lượng? Và lúc nó đang có định hay là không có định? Và lúc nó đang giải thoát hay là nó không giải thoát? Tất cả những cái tâm hành này anh đều tuệ tri nó cả. Tóm lại là thế này: anh có tu, anh không tu, anh đang phàm, anh đang thánh, anh đang có định, không có định. Và thưa các vị, không được để cho cái năng lực tuệ tri này nó vắng mặt lúc nào cả, gọi là quán tâm trong tâm. Thế thì các vị thấy, cái con đường Đức Thế Tôn dạy ta chỉ cần dùng một pháp thôi, thì có thể từ cái quả vị phàm phu của chúng sinh thăng tiến dần tới thánh quả A-la-hán, và vượt ngang qua tầng thánh quả, chứng nghiệm được quả giác ngộ cũng bằng một cái con đường này thôi, tức là bằng con đường tuệ tri thôi, không có con đường khác. Anh đi vào định, vào tuệ cũng bằng con đường tuệ tri. Anh loại bỏ tất cả phàm tâm cũng bằng con đường tuệ tri. Anh chứng nghiệm quả thánh cũng bằng con đường tuệ tri. Anh cắt đứt phiền não khổ đau, anh loại bỏ vòng quay của luân hồi sinh tử cũng bằng con đường tuệ tri, chứ không có con đường khác. Rồi những câu cuối là: tuệ tri các tâm ấy, khi sinh khởi diệt tận, tùy theo sống chánh niệm, để gột rửa tham ưu, đây là những cái câu kết lại, tức là cái tiến trình của nó thế này: nó sinh ra, nó lớn lên, nó bình thường, rồi nó chấm dứt. Có bốn cái quá trình của tất cả tâm hành nó sinh khởi. Ví dụ như cái tâm tham của các vị, nó mới vừa nhen nhóm, rồi nó lớn dậy, rồi nó dịu xuống, rồi nó chấm dứt. Thì cả một quá trình dài thế này, các vị đều phải tuệ tri nó, nhận biết đó. Một dòng chảy của nó dài bao nhiêu thì chúng ta bắt buộc phải nhận biết nó từ đầu cho tới cuối, không được rời cái năng lực tuệ tri. Và người sống được như vậy thì gọi đó là người an trú được trong chánh niệm, tinh cần và tỉnh giác. Vô lượng ngày hay đêm, đệ tử Đức Cồ Đàm luôn an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Kinh Pháp Cú có câu vậy: đệ tử Đức Cồ Đàm vô lượng ngày hay đêm luôn an trú chánh niệm. Thưa các vị, nếu mà mình làm được điều này thì ngay hiện đời phiền não không có đụng vào các vị được, bất an không đụng vào các vị được.
và mình xứng đáng vô cùng trong một kiếp sống giữa nhân gian. Bằng không thì chúng ta sống phập phiều, nổi chìm như chiếc lục bình, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Cuộc đời mình phập phiều chơi cho vui vậy thôi. Đó là bài kệ tốt yếu của Ngài Nanamudi, để viết tặng cho các vị để các vị thuộc và thực tập. Thế nhưng mà chúng ta đi vào những cái tầng từ thô tới tinh tế của nó. Tầng thứ nhất là mình tuệ tri các tâm hành. Tôi nghĩ chắc các vị chép bữa nay nó cũng đầy tập. Có điều chưa thuộc được đoạn nào thôi. Ôm tập đi học thì cũng chép lung tung cho nó vui, cho nó có. Rồi về xếp ở đó để cho quỷ thần coi, chứ còn mình có coi làm chi. Trúng á, chứ không tật. Ý thứ nhất là chúng ta nói đến việc tuệ tri các tâm hành. Mình chia ra những phần như thế này. Phần A, phần B và phần C. Phần A nó là tuệ tri tam tâm trước rồi đã. Thế cái vị tam tâm này nó từ thô tới tế nó bao hàm tất cả những cái loại phiền não, được gọi là căn bản phiền não. Cái gì là căn bản phiền não? Tham sân si là căn bản phiền não. Cái tham thô thưa các vị ai cũng thấy cả. Thế nhưng mà có những cái tham rất là mịn. Tham nhân gian nó là một loại thô ai cũng thấy. Thế nhưng mà nó có một loại cực kỳ mịn trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như mình rời bỏ đời sống nhân gian, mình đi tu, mình mơ ước được nhiều Phật tử tín đồ thương mến để cho người ta kính phục mình. Nó cũng là một loại tham. Mong muốn được xây một cái chùa lớn, không phải để làm cái chi cho lợi bản thân mình, nhưng mà để nó để cho người sau họ có điều kiện họ làm đạo, bằng cái ý niệm rất là tốt. Đó là một loại tham. Mong muốn là mở rộng cái tổ chức tu tập của mình để cho giúp đỡ được nhiều người. Đôi khi nó là một loại tham rất là tinh tế, chứ không phải là không tham. Củng cố thế lực, quyền lực của một cái tổ chức tăng đoàn của tôi để bất cứ ai không có quyền xâm phạm cũng là một loại tham vi tế. Chứ mình đừng nghĩ tham nó chỉ biểu hiện ra cái phần là ham tiền, ham bạc, ham lợi, ham danh ở ngoài, thưa không? Khi nào tâm thức anh còn vọng động, còn hướng ngoại, còn thì thầm, còn toan tính thì nó thuộc vào loại tham. Và khi tham có mặt, có nghĩa là sân có mặt, si có mặt. Cái vô minh nó còn trong đây thôi à. Chừng nào anh an trú được tâm ngay chánh niệm hiện tiền, loại bỏ tất cả những tâm hành vi tế sinh khởi trong anh, thì mới loại trừ được tận gốc cái tham. Cho nên từ cái thô cho tới cái thâm sâu của nó, thưa các vị, mịn vô cùng. Mình đừng nghĩ là tôi bảo vệ đạo pháp, tôi làm cho Phật pháp được trường tồn, những cái ý đồ toan tính về tương lai làm thế nào để cho sự phát triển của Phật giáo nó có mặt trên đất Mỹ này, để cống hiến cho người Tây Phương. Mà tưởng cái chuyện đó là ý niệm đẹp, bồ đề tâm rồi vân vân, nhưng mà tinh tế của nó còn cái tham đó. Kỳ thực nó là vậy. Và như mình nói, còn tham là còn vô minh, còn bản ngã, còn chấp. Và dĩ nhiên là có một lúc là nó biểu lộ cái sân, chứ không tránh được. Tâm chưa dịu, chưa mát, chưa tràn đầy lòng từ bi, do vì chúng ta chưa thực sự an trú trong pháp quán của Như Lai, loại trừ hết tâm tâm từ thô tới tinh tế. Nếu mình loại trừ được, mình an trú được trong pháp quán, thế thì không có lý do gì nổi sân, không có lý do gì khởi tham muốn phiền não hết.
Và đa phần những công trình làm đạo của người xưa là điều tùy duyên vận hành, chứ không có mưu đồ, không có tính toán. Và chúng ta thì đa phần chúng ta làm Phật sự, chúng ta tính toán nhiều hơn cái chuyện nhậm vận thịnh si vô bố quý. Mình luôn khởi ý, luôn trù tính. Và những cái trù tính, thưa các vị, nó lừa gạt người ta hay vô cùng, do vì nó dán vô đó cái nhãn hiệu là hoằng pháp nè, lợi sinh nè, vì Phật sự nè, vì thế hệ tương lai nè, vì muốn cho gia tài thánh pháp của Như Lai được kéo dài, có mặt trong nhân gian, để cống hiến cho con người, cho cuộc đời. Những cái từ ngữ rất là hoa mỹ. Thì nó không khác gì nhân gian, người ta dùng cái mỹ từ là tự do nè, hòa bình nè, vân vân. Họ dán vô những cái từ đó rồi họ đem bom hạt nhân họ dội lên đầu của các quốc gia một cách rất là tự nhiên. Tại vì họ dán danh hiệu vô thì họ có quyền làm nên bao nhiêu chuyện sát sanh hại mạng. Thì chúng ta cũng dán danh hiệu của chúng ta vô, danh hiệu của Bồ Tát Đạo, của con đường làm đạo. Rồi chúng ta thả cho tâm thức tham sân si từ tinh tế. Đầu tiên nó tinh tế lắm, dần dần nó trở thành một cái loại tham vọng lớn vô cùng trong tâm thức của những ông thầy tu. Tu Bồ Tát hạnh nó là như vậy. Con đường của nó không phải con đường của Như Lai ngày xưa dạy đâu. Đúng ra nó con đường gần như phi chánh pháp nữa là khác. Nói mất lòng nhau. Nhưng mà nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, căn bản phiền não này, nếu chúng ta là những người thực tập cho giỏi, thì chúng ta nhận diện nó từng cái hạt mầm bé nhỏ của nó vừa sinh khởi. Trong Du Già Sư Địa Luận, họ có liệt kê ra làm 8 loại tâm hành như thế này. 8 loại tâm hành. Đây là thứ lớp này. Sinh khởi. Cái chiều hướng này nó lại gọi là chiều hướng tích cực của người có tu tập á. 8 loại tâm hành. Là thiện tâm đi. Nó chia ra làm 8 tầng. Đầu tiên là chủng tử cái đã. Chủng tử. Kế đó là nha chủng. Rồi bào chủng. Diệp chủng. Kế đến là phu hoa chủng. Thành quả chủng. Thọ dụng chủng. Anh đồng. Anh đồng tâm chứ không phải anh đồng chủng. Mình giải thích 8 phần này. Cái tiến trình này là tiến trình dành cho người có năng lực tuệ tri quán chiếu để có thể tu tập. Đầu tiên chủng tử nó là một loại hạt mầm thôi, hạt mầm ngủ yên, nó chưa có sinh khởi điều gì cả, gọi là chủng tử. Từ từ cái hạt mầm này nó mới tách ra một chút, nó hé mở ra, giống như hạt sồi nó bung cái vỏ ra một tí vậy, vừa hé ra nó mọc lên cái mầm, gọi là nha chủng. Sinh ra một cái mầm bé nhỏ. Ý thứ ba, bào chủng nghĩa là nó lên thành như một cây nấm. Thì thứ tư là bắt đầu nó đưa ra một chiếc lá. Các vị hình dung là cái hạt đậu phộng của mình ương xuống đó. Đầu tiên nó hé cái vỏ ra, nó đưa lên một cái hạt mầm, nó tách hai cái phôi bào của nó ra trước, rồi sau đó mới tới cái lá của nó đưa ra lên. Phần thứ tư. Và trong cái quá trình phát triển đó thì đến cái giai đoạn thứ năm đó là nó nở hoa, gọi là phu hoa chủng, nở hoa. Và thứ sáu đó là nó kết quả thành quả chủng, là nó kết lại trái. Và cái thứ bảy là người ta có thể hái được trái này, thu hoạch được cái năng lực, cái kết quả của nó, gọi là thọ quả chủng, thọ dụng chủng. Và cái tiến trình từ cái hạt mầm mà mình nuôi dưỡng bằng thiện nghiệp, bằng sự tu tập, đến cái phần thứ 8 này nó mới thành là anh đồng tâm. Nghĩa là gì? Trở lại cái trạng thái tâm như một em bé,
trong sáng, thơ ngây, hồn nhiên, tươi vui, sinh động, sống động, gọi là anh đồng tâm. Cái tính chất của nó, một là trong sáng nè, thứ hai là thơ ngây nè, thứ ba là hồn nhiên nè, thứ tư là rất là sống động. Và từ một cái hạt mầm ban đầu, mình gieo cái hạt mầm nhận biết vào, thưa các vị, nếu các vị không khéo nuôi dưỡng nó từng phút từng giây, thì cái tiến trình này nó không có thành công được. Nó không thể tách vỏ ra, nó không thể sinh ra lá, và nó không trổ hoa, không kết trái, và không có kết được cái hạt. Đó là các vị luôn sống được với cái nhận biết hiện tiền. Nếu người ta quy chiếu lại pháp môn tu, thì cái tiến trình nó phải là như vậy. Đây là tuệ tri các tâm hành ở phần đầu. Mình nhận biết về ba loại tâm tham sân si, từ thô cho tới tinh tế, để mình có thể thực tập được điều này. Cái ý thứ hai là tâm được điều phục. Thứ ba là tâm thường nhất. Thưa đại chúng, là khi các vị tuệ tri được cái căn bản phiền não, tức là ba tâm này, thì tất cả những cái tâm hành phía sau, như trong cái bài kể tóm tắt của ngài Nanamuli, thì chúng ta có khả năng nhận biết được rất là dễ. Tâm định tĩnh, tâm tán loạn, tâm giải thoát, tâm không giải thoát, tâm hẹp hòi, tâm rộng rãi, vân vân. Các vị có khả năng làm được điều này. Hay là cụ thể là thế này: khi các vị quán chiếu và thực tập được cái tầng cạn, tức là khi có cơn giận nó sinh khởi trong các vị chợt nhớ một điều là tôi không phải là cái giận, mà tôi là người nhân chứng nhìn cái giận đang đến đang đi. Các vị thực tập được điều này thì gọi là người có khả năng điều phục được tâm, có khả năng tu tập được tâm. Mình chưa từng tu, mình chưa từng ghê sợ cái nỗi khổ và phiền não, thế thì cái giận nó sinh khởi, mình cứ để cho nó tràn ngập. Cái buồn nó có mặt, mình để cho cái buồn nó tha hồ, nó trấn ngự mình. Thế nhưng mà nếu các vị có một chút năng lực tu tập, thì các vị sẽ làm được một điều là: này buồn, này giận vừa đến thì các vị liền an trú ngay nơi pháp tu, các vị nhận biết đó. Cái điều này được gọi là người biết điều phục tâm, có tu tập. Và khi mình thực tập siêng năng điều này rồi, thì dần dần tâm các vị trở thành thuần nhất. Thuần nhất có nghĩa là gì? Thuần nhất ở nghĩa cạn đó là mọi phiền não, bất an, lo âu, ưu tư, nó vừa sinh khởi thì các vị liền nhận biết nó, chứ các vị không có bị nó nhận chìm, bị nó lôi cuốn. Đó là tầng cạn của sự thuần nhất khi các vị tu. Tầng sâu của tâm thường nhất có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là ta không rời pháp môn tu lúc nào cả. Mình mới điều phục á, thì cái giận nó đến rồi nó lớn trong tâm thức mình mới nhận biết. Thế nhưng mà mình tu thuần rồi thì cái giận nó vừa ở đằng xa, nó vừa nhúc nhích, giống như chiếc xe sửa soạn lên dốc thì ta đã thấy nó từ xa. Còn mình mới tu, mình điều phục chưa hay thì xe nó chạy đến trước mặt mình mới thấy. Còn mình tu tập thuần rồi thì chiếc xe từ dưới phố, ta thấy cái hướng nó đi về đây, ta biết nó sắp lên đây, rất là dễ dàng thôi. Gọi đó là tâm thuần nhất. Và khi các vị nắm được một pháp môn là tuệ tri các tâm hành, thì các vị có năng lực loại trừ được phiền não, có năng lực cứu vớt được cuộc đời của chính mình. Bằng không thì cả một đời 70 năm trên trần thế, mình cứ luyện đời mình vào phiền não khổ đau thôi, không có cách gì vượt thoát cả. Và cuộc đời, thưa các vị, ba bên bốn phía nó luôn chực chờ để nó tấn công các vị. Các vị vừa sơ hở là phiền não nó tấn công liền. Phiền não bên ngoài, phiền não bên trong của các vị. Thế cho nên nếu chúng ta có duyên lành với Tam Bảo, chỉ cần nắm một pháp môn hành trì như
tuệ tri các tâm hành thôi thì các vị đã cứu được cuộc đời các vị khỏi cái sóng gió của phiền não bất an trên nhân thế. Các vị có thể làm cho đời sống các vị có hạnh phúc, có niềm vui hơn. Còn bằng không thì thưa các vị, 50 năm giữa cuộc đời, mình đếm được những cái niềm vui của mình nó nhỏ nhoi vô cùng. Và ngày tháng đi qua, cái chết nó đẩy mình cuối cùng là mình chìm mất trong cõi mông lung và mình chưa bao giờ nếm được một chút hương vị của an bình hạnh phúc gì cả. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.